Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ rác thải nhựa được các nhà môi trường cảnh báo là trầm trọng như hiện nay. Ở Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 18.000 tấn rác thải nhựa. Nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm nay, với chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn ghi nhận của phóng viên thời sự về thói quen sử dụng túi ni lông của người dân. Đồng thời qua đây cũng truyền tải đến quý khán giả hãy sử dụng túi ni lông có trách nhiệm và hướng tới việc nói không với túi ni lông. Một sạp bán rau củ tại chợ Dương Đông, huyện Phú Quốc, người chủ sạp rau này cho biết, bình quân một ngày bán từ 3 kg túi đủ loại kích cỡ và chi phí cho mỗi ký bọc từ 30 đến 35 ngàn đồng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì 1 kg túi ni lông loại đựng 1 kg hàng hóa tương đương khoảng 650 chiếc túi. Còn mình đây mình bọc mình cứ ta mua đồ mình thì mình cứ cho bọc người ta. Là mình quân một ngày có khi mình bán nhiều ít, nếu như nhiều mình bán cái khoảng mấy ký bọc, 3 kg, 4 kg. Hình ảnh dùng túi ni lông dùng để đựng hàng hóa của người dân đi chợ hiện nay rất phổ biến, đến mức người đi chợ không cần phải đem theo bất cứ dụng cụ gì để đựng đồ. Mọi thứ từ đồ tươi sống như thịt cá đến các loại rau củ quả, và thậm chí là cả những đồ ăn chế biến sẵn, tất cả đều được đựng bằng túi ni lông. Và đa phần những chiếc túi này không được tái sử dụng. Em dùng bọc ni lông thôi ạ. Một ngày thì xài hết khoảng bao nhiêu cái bọc? Khoảng chục chiếc ạ. Rồi cái bọc mà chị mua về chị có tái sử dụng lại không? Không anh ạ, bỏ vào thùng rác ạ. À, em đi chợ ngày 2 buổi. 2 buổi nhiều khi mua đồ người nào cũng đựng bọc hết chứ. Đựng bọc thì mình xách luôn cho gọn khỏi vỏ nè, như thí dụ như vậy nè. Em xách luôn à, khỏi đi vỏ. Có cách nào mà mình không sử dụng bọc được không chị? À, không, phải sử dụng bọc mới có thể xách được chứ. Chỉ đứng một chỗ bên bờ sông Dương Đông, đoạn ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, người bảo vệ này cho biết lúc rảnh rỗi, anh tranh thủ vớt các chai mũi trôi giạt để bán và số lượng thu được cũng khá khá. Giật ở đây thì rảnh rỗi thì xuống cặp mé này vớt thôi, nhưng tổng số lượng một ngày khoảng chừng 5 kg, 6 kg chai mũ. Như vậy, nếu rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng không được thu gom, thì người sử dụng sẽ thải ra môi trường tự nhiên. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi ngày, Việt Nam thải ra môi trường khoảng 18.000 tấn rác thải nhựa. Vấn đề hiện nay là số lượng rác thải nhựa được tái chế còn rất thấp, nên số rác nhựa còn lại vẫn tồn tại trong môi trường là rất lớn. Điều đáng nói là những chất độc hại có trong túi ni lông sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Túi ni lông thì nó là được làm từ thông thường nó được làm từ một cái loại nhựa PVC, là cái loại nhựa mà rất là độc hại. Nó có chứa nhiều những cái chất độc như BPA hay là chì dioxin rồi cadmium vân vân. Đặc biệt là khi chúng ta chưa có một quy định và cũng không có một cái cơ chế nào kiểm soát về cái tính chất độc hại của cái túi ni lông, cho nên là cái việc sử dụng tràn lan túi ni lông như hiện nay thì nguy cơ ảnh hưởng rất cao đến sức khỏe con người đầu tiên. Sau đó là đến cái môi trường khi mà cái túi ni lông nó bị thải ra môi trường. Tuy có nhiều chất độc hại trong túi ni lông nhưng do tính tiện dụng nên nhiều người vẫn dùng. Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều người chưa hiểu hết được tác hại nguy hiểm của nó tới sức khỏe con người cũng như tác hại đối với môi trường tự nhiên. Ngày Môi trường Thế giới năm nay là cơ hội để chúng ta bằng nhiều cách giúp chống lại ô nhiễm chất thải nhựa trên toàn thế giới bằng những việc làm nhỏ nhất. Hãy từ chối một túi ni lông khi không thật cần thiết. Tái sử dụng túi ni lông, chai nhựa và các vật dụng khác vì môi trường và chất lượng cuộc sống của chúng ta.